Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng ngày hôm nay xin cộng đoàn chúng ta để ý cái câu của Đức Mẹ nói: cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Để chia sẻ về câu tin mừng này, tôi kể cho anh chị em nghe hai câu chuyện, một câu chuyện xa và một câu chuyện gần. Câu chuyện xa như thế này: có hai bố con nhà kia ngồi xem tivi. Đang xem tivi thì bỗng chuông nhà thờ kêu. Chuông nhà thờ kêu thì bố bảo con đi tắm rửa mặc quần áo đẹp đi nhà thờ mau. Thằng con thì vẫn còn đang muốn xem quá, cho nên là cũng bảo vâng vâng, con sẽ đi, nhưng mắt vẫn cứ dán vào tivi, chưa có muốn đi. Một lúc sau lại chuông lần thứ hai, bố bảo đi đi mau con, vâng vâng vâng, nhưng mà mắt vẫn dán tivi, chưa thèm đi đâu. Rồi một lúc nữa nó vẫn cứ ngồi, bố bảo mày có đi không. Thằng bé phụng phà phụng phịu, bố bảo mày không đi tao đá cho mày một cái bây giờ. Thằng bé sợ quá đứng lên và bắt đầu phụng phịu đi vào trong nhà để thay đồ, để chuẩn bị đi lễ hay đi nhà thờ gì đó. Quay ra một cái, ông bố vẫn đang cắm mắt vào tivi, còn thằng bé thì mắt nhìn một nửa mắt vào tivi, một mắt nửa nhìn vào đường đi đến nhà thờ, xem có vẻ vẫn luyến tiếc lắm, không biết là đi bên nào, có một chân quay ra một chân quay vào cũng có. Thế thì ông bố quát một câu: đi mau. Thằng bé quay ra sợ bố mắng, sợ bố đánh gì đó, chạy ra đi 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 được một khúc. Bỗng dưng nó quay trở lại, chạy về hỏi: bố, cho con hỏi một câu hỏi. Hỏi cái gì? Đi nhà thờ. Không, xin bố cho con hỏi một câu hỏi đã. Hỏi cái gì? Hỏi đi, mau lên rồi đi. Thưa bố, bao giờ con lớn bằng bố ạ? Cái thằng này mày điên, ăn nhiều thì mày sẽ lớn bằng bố chứ mày hỏi vớ vẩn như thế. Nhưng mà thôi, mày hỏi lớn bằng bố để làm gì? Thưa, bao giờ con lớn bằng bố để con khỏi phải đi nhà thờ. Ai hiểu thế nào thì hiểu. Tôi thì tôi tin rằng Thánh Giuse hôm nay mà cả giáo hội mừng lễ, Thánh Giuse không bao giờ xem tivi mà bắt Chúa Giêsu phải đi nhà thờ. Bố ngồi xem tivi còn bắt con đi nhà thờ. Anh chị em thử xem, chúng ta nếu là vai của ông bố hay là vai của ông Giuse, chúng ta có xử với con mình như thế bao giờ chưa? Chúng ta đã có lần nào gặp thử thách đó chưa? Chúng ta đã có lần nào gặp thử thách mất con như hôm nay Thánh Giuse mất con phải đi tìm chưa? Và chúng ta đi tìm con ở đâu? Tìm ở tivi, tìm ở trên điện thoại, tìm ở internet, tìm ở ngoài đường, tìm ở khách sạn, tìm ở quán nhậu, vân vân, tìm ở đâu? Thay vì ngày hôm nay chúng ta nhớ hai ông bà không có tìm Chúa Giêsu ở những nơi chúng ta đi tìm đâu, mà hai ông bà chỉ tìm Chúa trong đám bà con, không thấy thì đến tìm ở đền thờ. Chúng ta sang câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện gần, không phải câu chuyện xa. Năm ngoái tôi và cha Phong đi Đại Phúc. Ngày hôm Đại Phúc thì bắt đầu từ chiều ngày Chủ nhật, cho nên chiều ngày Chủ nhật là có một cái xe đỗ ở sân nhà dòng đây này. Anh em tôi đi lên xe, lúc đó vào khoảng độ 3 rưỡi gần 4 giờ rồi. Cái xe nhà dòng chạy ra tới chỗ kia thì một em thiếu nhi, không biết bao nhiêu tuổi, tôi chỉ đoán vào khoảng 12 tuổi thôi. Cũng có một người chở đến cổng nhà thờ.
để em xuống một cái, tay vẫn cầm một cái điện thoại. Một cái thằng bên cạnh, không biết là thằng bồ hay không, thôi cứ cho nó là bạn đi, nó cũng cầm một cái điện thoại. Thế là hai đứa gặp nhau, nhảy lên xe chở đi mất. Mắt tôi và mắt các cha đều nhìn thấy, không biết thế này thì đi lễ thế nào đây, bố mẹ thì sao đây, không biết. Biết đi đâu? Nếu như cha mẹ đó, cha mẹ của cái em đó mà cũng giống như cha mẹ của Chúa Giêsu đến đền thờ để tìm liệu có thấy con mình không? Nếu không thấy con mình ở trong đền thờ thì đi tìm đám bà con, hay là đi tìm ở quán internet, hay là tìm ở quán nhậu, hay là tìm ở đâu nhỉ? Tôi thử, chúng mình thử đặt câu hỏi thử xem mình sẽ tìm con mình ở đâu đây. Đấy là thực tế nha, rất thực tế và rất gần với xứ của chúng ta đấy. Không biết con cái nhà ai không biết. Thưa anh chị em, ngày hôm nay cả giáo hội mừng lễ Thánh cả Giuse. Và Thánh cả Giuse là đấng bảo hộ cả và hội thánh. Hội thánh nhận Thánh Giuse làm quan thầy, bởi vì Thánh Giuse là cha nuôi Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu thì là đầu của hội thánh, và hội thánh thì lại là thân mình của Chúa Giêsu. Mà thân mình của Chúa Giêsu thì thưa anh chị em, thân mình Chúa Giêsu là ai? Thân mình của Chúa Giêsu là dân Thiên Chúa. Mà dân Thiên Chúa là ai? Là tất cả chúng ta. Vậy chúng ta nếu đứng ở vai Chúa Giêsu, chúng ta đang là con của ông Thánh Giuse. Nếu chúng ta là người con của Thánh Giuse, chúng ta có đi lạc không? Nếu lạc thì mau mà tìm đường về, hoặc nếu không thì phải để cho cha mẹ đi tìm, để cho Thánh Giuse đi tìm. Mà tìm ở đâu? Chúng ta đừng để Thánh Giuse phải đi tìm ở quán nhậu, đừng để tìm ở cái quán internet, đừng tìm ở khách sạn. Thánh Giuse không thể đến đấy mà tìm được đâu. Ngài chỉ tìm trong đám bà con, và rồi đến tìm tại đền thờ, vì biết chắc con mình được huấn luyện không phải để đến những cái nơi kia, mà chỉ cùng lắm là lạc ở trong đền thờ mà thôi. Nếu chúng ta hôm nay là ở vai Chúa Giêsu, chúng ta muốn đi lạc thì cũng đừng lạc vào quán internet, cũng đừng lạc vào quán bar, đừng lạc vào chỗ khác. Hãy lạc vào đền thờ, để rồi Thánh Giuse và Đức Mẹ có đi tìm thì đến đó mà gặp. Mà nếu gặp thì mới được, còn nếu không gặp thì không biết như thế nào đâu. Thưa anh chị em, anh chị em phải nên nhớ ngày hôm nay Đức Mẹ nói một câu não nuột cả tấm lòng: cha con và mẹ đây đã cực lòng tìm con. Chúng ta ngày hôm nay mừng lễ Thánh Giuse, nhưng mà chúng ta đang ở trong mùa chay. Chúng ta vẫn hát cái bài Chúa vẫn chờ con từ bao năm vẫn. Anh chị em tự hát bài đấy nhé. Vậy thì chúng ta có về không? Có để cho cha mẹ tìm không? Mỗi người ngày hôm nay đặt cái câu hỏi đó cho chính mình. Nếu chúng ta là vai Thánh Giuse, có đi tìm con mình không? Có xử sự để dạy con mình đi nhà thờ, còn mình thì ở nhà xem tivi không? Nếu mình là vai Chúa Giêsu, có để cho cha mẹ đi tìm thấy mình không?
Tôi không trả lời câu hỏi đấy, mỗi chúng ta tự suy nghĩ và